Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nhận được 9 đồng token Ether Torrent. Thì một số thông tin về đồng token này, sơ đồ cung phát hành của nó là 9,9 triệu nha. Và đã có 1070 tài khoản order, đã phát sinh 2354 lượt giao dịch nhé. Ok. Thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website tramadrop.net. Mình truy cập website được mình để ở dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website giúp mình. Bước 1, các bạn sao chắc có chắc. Bạn có thể sử dụng nút copy có chắc nhanh ở đây nhé, và quay sang ví MetaMask hoặc ví trước toilet của các bạn. Bạn thêm địa chỉ token nằm vào ví giúp mình nhé. Nhấn tiếp theo, nhấn thêm token này. Rồi, sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website clamadrop.net nhé. Truy cập vào bước 2 để nhận token. Rồi, sau khi đã vào được web thì các bạn có số phần bên dưới này giúp mình nhé. Ở đây các bạn có thể bỏ ra một số vốn nhỏ ra 0.05 BTC mua đồng này để trả phổi như là tài khoản này. Còn nếu bạn cần làm thì bạn có số phần bên dưới này. Chương trình ăn đào đó và kết thúc 86 ngày nữa nha. Rồi, các bạn nhấp vào đây giúp mình cần làm ăn rồi. Cần làm 9 đồng Ether cho đồng. Yêu cầu kết nối với ví thì các bạn nhấp tiếp theo kết nối. Rồi, ký ra là 0.000553 BNB. Các bạn nhấp xác nhận cho mình nhé. Sau thời gian được xử lý thì các bạn nhớ thường xuyên theo dõi cái website clamadrop.net nhé, để cập nhật những dự án mới, những phần tư vấn mới nhất của bên mình cập nhật trên website nhé. Còn nếu các bạn chưa qua tài khoản giao dịch các sàn Binance, Remetalo, MXC, OKCoin và nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây để đăng ký ủng hộ kênh nhé. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách để làm nhận được 9 đồng token Ether Torrent. Thì các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.